Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị mua Antech ở cái vòng preset mở bán vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 2021. Ok, thì tôi sẽ để cái đường link mà quý vị có thể lấy cái đường link quý vị mua, tôi sẽ để bên dưới video này, cũng như là cái đường link mà quý vị muốn đăng ký Winit. Nếu quý vị mà đăng ký được vào cái vòng Winit thì quý vị mua từ ngày mùng 5 tháng 10 đến ngày mùng 10 tháng 10 đó. Còn cái vòng bán công khai preset thì mở vào ngày mùng 10 tháng 10. Ok chưa? Đó, thì quý vị lưu ý, tôi xin nhắc lại nào. Nếu quý vị đăng ký mà trúng Winit thì quý vị được mua trước từ ngày mùng 5. Còn không, quý vị mua vào cái vòng mở bán công khai từ ngày mùng 10 tháng 10. Ok chưa? Thì cả hai cái đường link này tôi sẽ để bên dưới video. Quý vị có thể sử dụng cái ví Sapan, ví chớt hoặc là ví MetaMask đều có thể được. Nhưng cái ví MetaMask thì quý vị phải thêm cái mạng lưới Smart Chain BEP20 vào. Rồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái ví Sapan. Đây, tôi sẽ vào lại từ đầu. Đó. Quý vị chọn vào cái trình DApp. Rồi ở cái ô tìm kiếm, quý vị hãy nhập đúng cái địa chỉ là invest.antech.org. Rồi quý vị xác nhận kết nối. Thì đây là cái giao diện. Ở trên này nó sẽ có cái thông báo đồng hồ đếm ngược. Như ở đây là còn 19 ngày nữa mới đến ngày mở bán. Ok chưa? Rồi, thì khi đến ngày mở bán, quý vị chọn truy cập website và chọn vào Buy Antech. Trường hợp lần đầu quý vị kết nối ví với lại Antech thì quý vị hãy chọn vào Connect để kết nối ví của quý vị với lại Antech. Ok chưa? Rồi thì ở đây quý vị có thể mua bằng BLB là 1 này, BUS và USDT đó. Và quý vị lưu ý, trường hợp quý vị mua bằng BUSD hoặc là USDT thì quý vị phải có BLB để làm phí giao dịch. Và ở đây nó chạy trên cái mạng lưới là Smart Chain BEP20. Ok chưa? Đó, ví dụ ở đây tôi mua bằng USDT đi. Đây thì tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng BSC USD đây này. Chọn này, đó. Rồi quý vị chọn vào Continue. Ở cái ô này quý vị hãy nhập cái số lượng. Ok chưa? Nhập cái số lượng USDT mà quý vị muốn mua Antech. Ví dụ ở đây tôi sẽ nhập 100 chẳng hạn. Đó. Thì bên dưới nó sẽ ra cái số lượng Antech mà quý vị có thể nhận được. Đó. Và quý vị bấm vào Buy Antech. Rồi quý vị xác nhận lại một lần nữa. Rồi quý vị chờ. Nếu quý vị sử dụng cái ví Sapan thì tự động khi quý vị mua xong nhé, tự động Antech nó sẽ nổi lên ví của quý vị đó. Còn quý vị sử dụng cái ví chớt hoặc là ví MetaMask thì quý vị phải add cái smart contract của Antech vào đó.
Rồi khi quý vị mua thì nó thành công, nó sẽ có cái lịch sử báo ở phần màu trắng dưới này. Ok chưa? Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.